Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sống khỏe mỗi ngày phát sóng vào lúc 18 giờ hàng ngày trên kênh VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam. Quý vị và các bạn đừng quên trang fanpage của chương trình, đó chính là Sống khỏe mỗi ngày VTV2, để có thể đặt ra những câu hỏi, những thắc mắc của mình và bên cạnh đó có thể tương tác với các chuyên gia y tế lĩnh vực đầu ngành. Và đương nhiên là những câu hỏi, những ý kiến hay, những chủ đề nóng sẽ có những phần quà để chúng tôi gửi tới như một lời cảm ơn tới quý vị vì đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình Sống khỏe mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều người vẫn biết rằng thuốc bổ hay là thực phẩm chức năng thì rất đa dạng về chủng loại cũng như nguồn gốc. Nhưng câu hỏi được đặt ra là hiện nay chúng ta đang sử dụng thuốc bổ đã hợp lý hay chưa, đúng cách hay chưa và có hại gì cho sức khỏe không? Tôi nghĩ rằng với câu hỏi mà Thu Hằng vừa đặt ra thì có lẽ là rất nhiều khán giả truyền hình, trong đó có cả bản thân tôi nữa, cũng rất là băn khoăn là mình đã, đang và sẽ sử dụng thuốc bổ và thực phẩm chức năng như thế nào để cho hợp lý nhất. Và không ai khác, người sẽ mang tới cho chúng ta những thông tin đúng đắn và khoa học nhất về vấn đề này, đó chính là Dr. Sống khỏe mỗi ngày. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Trung tâm Dị ứng Miễn dịch Lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, trưởng bộ môn Dị ứng Miễn dịch Lâm sàng, Đại học Y Hà Nội, với hơn 30 năm kinh nghiệm điều trị chuyên khoa dị ứng miễn dịch. Trong đó, có rất nhiều trường hợp bệnh nhân hen đã được bác sĩ điều trị thành công. Ông sẽ là Dr. Sống khỏe mỗi ngày xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta cùng chào đón sự xuất hiện trong trường quay của Dr. Sống khỏe mỗi ngày. Xin được trân trọng giới thiệu, đó chính là Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Trung tâm Dị ứng Miễn dịch Lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai. Và có lẽ lời đầu tiên thì xin được cảm ơn Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Đoàn đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chào các bạn xem truyền hình. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về một chủ đề mà tôi nghĩ là rất nhiều người quan tâm, đó chính là thuốc bổ và thực phẩm chức năng. Những thứ có lẽ là rất là quen thuộc với cuộc sống hiện đại của tất cả chúng ta rồi. Thế nhưng trước khi đến với phần trao đổi cùng với chuyên gia y tế thì xin mời Phó giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Văn Đoàn cùng với quý vị khán giả theo dõi một vài ý kiến mà phóng viên Sống khỏe mỗi ngày đã ghi lại được. Nhà tôi hay sử dụng thuốc bổ và thực phẩm chức năng rất là nhiều. Tùy từng cái thành phần của thuốc bổ. Nhưng mà đâu phải mình sử dụng thích thế nào sử dụng được đâu. Mình phải tìm hiểu nó nguồn ngành chứ. Dùng thực phẩm chức năng hoặc là thuốc bổ nó chưa hẳn đã là tốt cho con người. Thuốc bổ cái này thì bác nếu đi khám ở bệnh viện cho thì bác dùng thôi. Vừa rồi là ý kiến của một vài người dân, nhưng tôi nghĩ đó cũng chính là suy nghĩ của rất nhiều người khi được hỏi về thuốc bổ. Tuy nhiên thì nói là thuốc bổ là để nâng cao sức khỏe, nhiều người vẫn hay sử dụng đấy, nhưng mà để hiểu rõ thuốc bổ hay là thực phẩm chức năng có định nghĩa như thế nào thì Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Đoàn có thể chia sẻ rõ hơn được không ạ? Thuốc bổ là một cái từ dân gian trong cộng đồng, là cái chất mà sử dụng vào cơ thể con người ta để giúp cho cái sinh hoạt được bình thường, có sức khỏe tốt, bồi phụ lại cái sức khỏe mình sau khi bị ốm đã mất đi và để cho mọi cái chức năng hoạt động bình thường. Từ thuốc bổ là dân gian, còn sự thực ra không có thuốc bổ. Bởi vì nếu như gọi là thuốc bổ thì người ta càng sử dụng vào thì người ta càng có sức khỏe tốt hơn, mọi cái chức năng càng hoạt động mạnh mẽ hơn, đảm bảo cái cuộc sống tốt hơn. Nhưng nếu mà sử dụng quá nhiều thì nó gây ra cái hậu quả tai hại. Vì vậy cho đến bây giờ người ta không gọi từ thuốc bổ. Thuốc bổ bao gồm có vitamin, một số khoáng chất nữa, và chúng ta hãy nói về vitamin. Thực phẩm chức năng là một cái dạng trung gian giữa thực phẩm và thuốc, sử dụng để bổ sung lại những cái thiếu sót của trong quá trình sinh hoạt, trong quá trình hoạt động mà bệnh nhân thiếu, người bệnh thiếu để có sức khỏe tốt hơn. Theo quan sát của bác sĩ thì thường thì người dân hoặc là bệnh nhân khi mà tìm đến bác sĩ để nhờ được tư vấn về thuốc bổ hay thực phẩm chức năng thì họ thường sử dụng trong những cái trường hợp nào ạ? Tôi để ý thấy là nhiều khi là có trẻ em này, người ốm hay là phụ nữ mang thai nữa, đúng không ạ? Phần lớn là người bệnh không đến thầy thuốc để tư vấn sử dụng các cái thuốc vitamin, khoáng chất hay là còn gọi là thuốc bổ, mà người ta thường tự dùng. Tuy nhiên khi đến gặp các thầy thuốc, ngoài cái thuốc chính để điều trị các cái bệnh hay là chứng bệnh mà bệnh nhân mắc phải thì thầy thuốc thường và có thể cho thêm cái các vitamin hoặc là thực phẩm chức năng. Song những cái phần đó không chiếm nhiều trong một đơn thuốc mà nó chỉ là thành phần thêm để hỗ trợ trong quá trình điều trị. Rất nhiều trường hợp người bệnh được cho thêm vitamin hoặc thuốc bổ trong những trường hợp như sau. Những bệnh nhân là các cái em bé còi cọc không lớn được do thiếu vitamin D, còi xương vân vân thì sẽ được thầy thuốc, ngoài cái thuốc chính ra điều trị còn có thể cho thêm vitamin D. Thứ hai là những bệnh nhân mà ăn uống kém, gầy sút,
ở trẻ con thì trong cái rối loạn tiêu hóa hoặc tiêu chảy nhiều, người ta kiểm tra người ta thấy rằng do thiếu vitamin B1 thì người ta lại cho thêm vitamin B1 thì thuốc cho thêm. Tôi để ý thấy rằng là rất nhiều người, đặc biệt là quan niệm dân gian của chúng ta, cứ nghĩ là lúc mà yếu, lúc mà mệt thì cứ sử dụng thuốc bổ như là một cái thứ thần dược để có thể mang lại sức khỏe, phục hồi ngay được. Tuy nhiên lại có ý kiến cho rằng là thuốc nói chung và thuốc bổ nói riêng có khi lại là con dao hai lưỡi. Bác sĩ nghĩ như thế nào về cái nhận định này? Hoàn toàn đúng. Bất kỳ thuốc nào sử dụng vào người, sử dụng vào cơ thể thì đều có hai mặt. Một là có tác dụng, thứ hai là cái phản tác dụng hay là tác dụng không mong muốn mà người ta thường gọi là tác dụng phụ. Vì không có khái niệm được thuốc bổ cho nên khi sử dụng vitamin hay thực phẩm chức năng, khi thiếu người ta mới dùng. Dùng thì sẽ có hiệu quả. Qua cái khám về lâm sàng, qua cái xét nghiệm thiếu người ta phục vụ có hiệu quả. Nhưng nếu mà dùng thừa sẽ gây ra những cái hậu quả đáng ngại. Trong đấy cái hậu quả thường xuyên gặp đấy là ngộ độc do các vitamin. Tức là dùng quá mức thì gây ngộ độc. Nôn, buồn, đôn, đau đầu, tiêu chảy vân vân. Thậm chí có khi nguy hiểm đến tính mạng. Và cái hậu quả thứ hai là gây ra dị ứng. Bởi vì bất kỳ một thuốc gì gây vào trong dùng trong cho con người cũng có tác dụng và cũng có thể bị dị ứng. Bởi vì nó đều là những cái mà khi vào cơ thể chuyển hóa hoặc sản phẩm của nó chính đấy cũng là một dị nguyên mà cơ thể không được tiếp nhận thì có thể gây ra những phản ứng dị ứng, có thể nhẹ và có thể cũng rất tai hại. Nhiều trường hợp gây sốc phản vệ do chính thuốc bổ hay là vitamin. Chúng ta có thể rõ ràng nhận thấy rõ những cái dấu hiệu mà nếu như chúng ta lạm dụng thuốc bổ hay là thực phẩm chức năng, và nếu như cái việc lạm dụng này kéo dài thì sẽ gây ra những cái hậu quả rất là nặng nề đối với sức khỏe của người sử dụng. Và những hình ảnh ngay sau đây thì sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này. Bên cạnh những phản ứng phụ không mong muốn cho nhiều cơ quan của cơ thể khi lạm dụng thuốc bổ vitamin như suy thận, tổn thương chức năng gan, tăng canxi máu, ngứa da, khô tóc, chán ăn, việc sử dụng một số loại thuốc bổ không kiểm soát có thể gây những rối loạn hệ thần kinh trung ương. Khoa điều trị tâm thần phân liệt, bệnh viện Bạch Mai chưa khi nào vắng bệnh nhân. Trong số đó, đáng lưu ý phải kể đến số bệnh nhân đang được điều trị vì những chứng rối loạn tâm thần liên quan đến việc sử dụng thuốc bổ hay vitamin kéo dài. Những loại thuốc bổ hoặc vitamin thường được mọi người tự ý sử dụng nhiều như thuốc giúp tăng cân, giúp giảm béo, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Rất nhiều những bệnh nhân đến với chúng tôi bởi những hiện tượng mà chết đầy từ trước giờ hay tiêm vitamin C liều rất cao. Người ta có thể tiêm vitamin C hàng ngày, tiêm buổi sáng và buổi tối. Hoặc là những các cháu sau một thời gian mà học tập mà quá vất vả, cái lượng hấp thu được vitamin không phù hợp với cơ thể của các cháu, thì gia đình cho uống rất nhiều những loại thuốc bổ. Có những đơn thuốc mà tôi nhìn thấy là 5 loại thuốc thì có 3 loại thuốc bổ. Chị Nguyễn Thị An ở Thái Bình bị đau đầu đã lâu năm. Trước khi đi khám, chị đã tự ý mua thuốc giảm đau và bổ não về uống. Sau thời gian dùng thuốc, tình trạng bệnh không hết, cơ thể lại có những rối loạn trầm cảm như đau đầu, mất ngủ, mất tập trung. Mua thuốc về là em uống khoảng tầm 3-4 tháng liền luôn. Uống nhưng mà em cũng không thấy nó đỡ. Trung bình, chúng tôi điều trị cái giai đoạn cấp với những cái biểu hiện như là thao cuồng, rồi bồn chồn bất an thì phải 2 tuần. Nó duy trì được ổn định hoàn toàn cái triệu chứng đó phải mất trong 3 tháng. Thực tế, việc điều trị những rối loạn tâm thần nói chung là khá phức tạp, thời gian kéo dài và tốn kém. Do vậy, chúng ta nên có sự tư vấn kỹ lưỡng của thầy thuốc trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào, kể cả thuốc bổ, nhằm tránh những tác hại có thể xảy ra. Khi phát sóng chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều những thắc mắc băn khoăn của khán giả về chủ đề mà chúng ta đang bàn luận tới, đó chính là hiểu đúng về thuốc bổ và thực phẩm chức năng. Và ngay sau đây thì sẽ là những câu hỏi đó chúng tôi sẽ chuyển cho bác sĩ để giải đáp. Câu hỏi đầu tiên ạ, thưa phó sư tiến sĩ, cho trẻ dùng thuốc bổ nhiều để tăng cân có được không? Vậy có thể dùng lâu dài không ạ? Điều này hoàn toàn không đúng. Tăng cân tức là về khối lượng thì nó có nhiều cái yếu tố để làm cho tăng cân. Xem rằng là ở bệnh nhân đấy có phải mắc bệnh tiêu chảy thường xuyên không? Xem bệnh nhân đó có bị còi xương không? Xem bệnh nhân đó có bị suy dưỡng không ở em bé đó? Thì người ta xác định được nguyên nhân, người ta mới có cái đơn thuốc hợp lý, có cái chế độ dinh dưỡng hợp lý cho em bé thì sẽ phát triển được đầy đủ. Còn không có thuốc gì để làm cho tăng cân nhanh. Một số trường hợp, người bệnh vì nhẹ dạ, cũng chưa có hiểu biết, thì tìm đến một số thầy thuốc không phải là những thầy thuốc chân chính, kê đơn cho uống thuốc vào để nhằm mục đích giữ nước, tăng cân. Hay là có những cái thuốc mà trong đấy có pha cái
corticoid tức là một cái thuốc mà thường dùng trong để chống viêm rất mạnh ở trong ngành y đấy, thì nó lại có tác dụng là giữ nước. Thì chính cái điều đó và có nhiều tác dụng không mong muốn khác thì nó lại giữ nước và vì vậy làm tăng cân, nhưng đó là chỉ là giả tạo chứ không phải quá trình chuyển hóa, không phải tiếp nhận từ thức ăn để cho bệnh nhân phát, để cho người trẻ em phát triển cả thể chất và tinh thần theo đúng cái độ tuổi của nó. Vâng, tôi nghĩ là câu hỏi này là tâm lý của rất nhiều các bà mẹ khi mà lấy cái cân nặng của con mình ra làm cái thước đo sức khỏe của trẻ. Chính vì thế mà khiến cho các bà mẹ cảm thấy hoang mang và luôn luôn tìm ra những cái giải đáp làm thế nào để cho con mình tăng cân nhanh, khỏe mạnh, thì đó mới chính là điều mà mình mong muốn. Tuy nhiên thì điều đó nhiều khi lại đi ngược lại với cái việc mà chúng ta cần thiết, đó chính là sức khỏe của trẻ, và xảy ra rất là nhiều cái tình trạng đáng tiếc. Không biết là Hoài Đảm cảm thấy như thế nào về những tình trạng như thế này? Vâng, có một câu chuyện mà tôi cũng rất là muốn chia sẻ với bác sĩ, với Thu Hằng và với rất là nhiều quý vị, đó là ở quê tôi khi mà không may có ai đấy bị ốm hoặc là sức khỏe suy kiệt hoặc là gầy như tôi hoặc gầy hơn chẳng hạn, thì mọi người vẫn khuyên nhau là đi cắt một vài thang thuốc bổ để xem có béo hơn, có khá hơn không, đúng không ạ? Và tuy nhiên thì bản thân tôi hay nhiều người có lẽ cũng sẽ là băn khoăn với cái việc là cắt một vài thang thuốc bổ đấy. Bằng chứng là ở trên tay tôi cũng đang có một câu hỏi của khán giả gửi qua fanpage của chương trình như thế này. Thưa bác sĩ, cho tôi hỏi là thuốc bổ có nguồn gốc đông dược thì có nên dùng lâu dài hay không? Tôi nghĩ rằng đây không chỉ là thắc mắc của khán giả mà còn rất nhiều người, trong đó có Hoài Đảm, và những người quan tâm tới vấn đề này ạ. Sau khi ốm mà hay là sau khi cái sức khỏe yếu thì chúng ta rất cần biết rằng nguyên nhân nó tại sao. Có thể do dinh dưỡng, có thể do chế độ làm việc căng thẳng, có thể do môi trường, vân vân, bệnh tật, thì chúng ta lại phải tìm cho bằng được cái nguyên nhân đó để chúng ta sử dụng những cái thuốc hay là những cái vitamin, cách thức điều trị để cho có cái sức khỏe trở lên tốt lên. Còn sử dụng thuốc đông dược hay là chúng ta vẫn gọi là thuốc bổ để cho sức khỏe tốt lên mà dùng kéo dài, tôi nghĩ rằng không hợp lý, bởi vì nó chưa có cơ sở khoa học nào để thiếu, trong đó thiếu những chất gì và trong cái chén thuốc bổ đấy hay là thang thuốc đó có những chất gì để chúng ta có thể cải tạo lại được cái chức năng làm việc hoặc là cái sức khỏe của người bệnh. Vâng, rõ ràng là chúng ta không thể phủ nhận được vai trò của y học cổ truyền trong việc điều trị và hỗ trợ điều trị một số bệnh thường gặp, đúng không ạ? Khoa học rất là chứng minh rồi và thực tế thì cũng đã có rồi. Tuy nhiên, để nói rằng sử dụng thuốc bổ có nguồn gốc là đông dược để có thể dùng lâu dài và tác dụng thực sự như là mong muốn thì có lẽ là chúng ta cũng phải cân nhắc khi mà sử dụng. Và bất cứ sử dụng bất cứ loại thuốc nào, dù là đông dược hay là tây y, thì chúng ta vẫn cần có sự tư vấn của các bác sĩ. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại cuộc trao đổi với phó sư tiến sĩ Nguyễn Văn Đoàn về vấn đề thuốc bổ cũng như là thực phẩm chức năng. Thưa tiến sĩ, cái việc mà người dân tự ý ra hiệu thuốc để mua thuốc về sử dụng, hay thậm chí là cái sử dụng thuốc bổ trong thời gian dài để nhằm để có thể nâng cao sức khỏe của mình là một việc mà hiện nay rất là phổ biến rồi. Vậy tiến sĩ có thể nhận xét như thế nào về cái thực trạng này ạ? Ở Việt Nam của chúng ta đấy, trong cái điều kiện kinh tế thị trường và mở cửa thì có nhiều cái nguồn thuốc, có nhiều cái thực phẩm chức năng đã được vào Việt Nam. Tuy nhiên cái công tác quản lý thực sự là chưa được tốt. Vào chúng ta đi với nhiều con đường và rất nhiều chủng loại, cho đến bây giờ cái ngành y của chúng ta chưa thống kê hết được có bao nhiêu loại thuốc và có bao nhiêu loại thực phẩm chức năng đang tồn tại ở trên thị trường. Điều đấy muốn nói rất đa dạng, rất nhiều. Và người bệnh thì khi có chưa có sự hiểu biết mà lại muốn có một cái sức khỏe tốt nhanh hơn thì hay tìm đến các cái hiệu thuốc mua để sử dụng. Trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng, thực phẩm chức năng đã trở nên rất quen thuộc đối với nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, trên thị trường thực phẩm chức năng Việt Nam đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn và thách thức. Đặc biệt là vì lợi nhuận, nhiều doanh nghiệp đã không ngần ngại thổi phồng công dụng sản phẩm như là thần dược, khiến người tiêu dùng ngộ nhận về thực phẩm chức năng. Ngoài ra, thực phẩm chức năng kém chất lượng, giả cũng khó kiểm soát, và qua kiểm tra cho thấy nhiều mẫu sản phẩm vi phạm về chất lượng như chỉ tiêu chất lượng thấp hơn so với công bố, sử dụng hoạt chất không được phép cho vào trong thực phẩm chức năng, mua các sản phẩm rời từ nước ngoài mang về Việt Nam để đóng hộp, đóng lọ, không qua kiểm tra chất lượng, giả mạo xuất xứ, nguồn gốc. Từ năm 2015 đến nay, ngành y tế và cơ quan liên quan đã xử lý hàng chục cơ sở vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng, tạm dừng lưu thông rất nhiều lô sản phẩm vi phạm về chất lượng và ghi nhãn. Hai hình thức sai phạm phổ biến nhất đó là quảng cáo sản phẩm không được cơ quan y tế xác nhận về mặt thẩm định nội dung và quảng cáo sản phẩm không đúng với nội dung mà cơ quan y tế thẩm định. Tiếp
tục cuộc trao đổi với khách mời là chuyên gia y tế trong chương trình ngày hôm nay xung quanh chủ đề là hiểu đúng về thuốc bổ và thực phẩm chức năng. Thì qua những hình ảnh vừa rồi thì có lẽ là khán giả truyền hình cũng như là khách mời thêm một lần nữa là nhận thấy rõ được cái tác hại, những cái mối nguy hiểm khi mà chúng ta lạm dụng, sử dụng vitamin và khoáng chất mà dân gian hay quen gọi là thuốc bổ cũng như là thực phẩm chức năng. Vậy thì trước khi mà khép lại chương trình ngày hôm nay thì không biết là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Đoàn có thể đưa ra một cái lời khuyên, một lời chia sẻ với khán giả truyền hình, những người đang theo dõi chương trình này về như thế nào để chúng ta sử dụng đúng thuốc bổ và thực phẩm chức năng cũng như là phòng tránh được những cái tác hại không mong muốn mà chúng ta đã phân tích từ đầu chương trình đến bây giờ. Khi thấy xuất hiện rối loạn những chức năng, khi thấy cơ thể thay đổi, khi thấy có những cái dấu hiệu của một số biểu hiện của bệnh, hãy đến các cơ sở y tế được khám, được chẩn đoán, điều trị, và nếu mà thiếu các cái vitamin khoáng chất sẽ được bù lại một cách hợp lý và khoa học. Chỉ sử dụng những thực phẩm chức năng có uy tín, được sự hướng dẫn của thầy thuốc, khi mà chúng ta thấy cần phải đến các cơ sở y tế được khám, được chẩn đoán và có hướng dẫn của thầy thuốc thì là tốt nhất. Còn để muốn có sức khỏe, ngoài cái hoạt động bình thường, ngoài công việc và sinh hoạt phải khoa học, thì hãy sử dụng đầy đủ cái thực phẩm, trong đó có ngoài đạm, đường, mỡ, vitamin, một số khoáng chất ở trong ngay thức ăn của chúng ta, ăn vào đầy đủ và điều độ, kết hợp với lại cái chế độ hoạt động thể lực hợp lý, có cuộc sống vui vẻ, đầm ấm ở trong gia đình và cơ quan, có một cái đam mê trong học tập, trong lao động, trong làm việc, thì tôi nghĩ rằng cái điều đấy là những phương thuốc tốt nhất. Vâng, có nghĩa là tự trang bị cho mình một lối sống khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần thì còn quý hơn nhiều so với bất cứ loại thuốc bổ hay thực phẩm chức năng nào, đúng không ạ? Vâng, hoàn toàn đúng như vậy. Vâng, và quả thực đây là những cái lời khuyên hết sức bổ ích để dành cho quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Và hy vọng rằng đây cũng sẽ là những thông tin mà quý vị và các bạn cảm thấy cần thiết và sẽ bổ sung vào cuốn cẩm nang sức khỏe của mình để làm sao sử dụng thuốc một cách có hiệu quả. Và bên cạnh đó thì chắc chắn quý vị và các bạn cũng nhận thấy rõ mặt trái phát sinh của việc lạm dụng thuốc nói chung và thuốc bổ nói riêng. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Trung tâm Dị ứng Miễn dịch Lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai đã đến và chia sẻ những thông tin rất hữu ích mà chúng ta đã cùng nói từ nãy đến giờ. Hy vọng là còn được gặp lại bác sĩ ở trong nhiều chương trình khác với nhiều thông tin rất là cần thiết đối với khán giả truyền hình của chúng tôi. Còn với quý vị khán giả truyền hình thì trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, hãy cùng lưu ý những lời khuyên của chuyên gia y tế trong việc sử dụng thuốc nói chung, thuốc bổ và thực phẩm chức năng nói riêng qua clip ngay sau đây. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi bệnh nhân muốn sử dụng vitamin, khoáng chất hoặc thực phẩm chức năng để bồi bổ cơ thể. Khi đang dùng thuốc, nếu gặp các phản ứng phụ như nổi mề đay, ngứa, khó thở, có cảm giác khó chịu thì ngừng ngay thuốc, đi khám sớm để có thể xử trí kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc. Vâng, với những lưu ý như trên thì tôi nghĩ rằng có lẽ bất cứ ai trong số chúng ta cũng có thể thực hiện được, từ đó sử dụng thuốc, thuốc bổ và thực phẩm chức năng một cách hợp lý, bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như những người thân yêu. Và cũng liên quan tới chủ đề sử dụng thuốc bổ và thực phẩm chức năng, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gia đình thông thái. Đây mẹ, con cất ở trong tủ cho mẹ đây này. Đây, thuốc của mẹ đây. Mẹ toàn quên thôi. Mẹ đã hay quên, mẹ để đâu để đấy cho mẹ, cứ cất đi của mẹ. Lúc nãy nha, mẹ ngồi kia mẹ uống, mẹ vứt luôn ở trên bàn đi kìa. Anh có phải uống từ nãy đấy, thế mà bây giờ mẹ mới uống. Mà mẹ không uống mẹ quên mất. Mẹ ơi, mẹ uống gì mà nhiều thuốc thế ạ? À, bổ thần kinh này, bổ thận này, bổ gan này, bổ tim này, bổ phổi này, bổ thuốc dạ dày này, đủ thứ. Mẹ ơi, sao mẹ uống nhiều thuốc thế ạ? Đây là thuốc gì mà uống nhiều thế ạ? Thuốc bổ ấy, uống cái gì chả được. Mẹ mua thuốc này ở đâu đấy ạ? Mẹ mua hàng sách tay đấy. Ôi trời, nhiều bà uống tốt lắm con ạ. Mẹ ơi, đâu có phải là cứ thuốc bổ là mình uống cho nó nhiều vào đâu. Nhưng cái thuốc này nhá, mẹ uống vào là phải có sự chỉ định của bác sĩ đàng hoàng, chứ không được uống linh tinh đâu, rất là hại cho sức khỏe đấy. Con nói mẹ nghe này, các chuyên gia y tế đã khuyến cáo rồi, sử dụng thuốc bổ là không được sử dụng linh tinh, phải theo đúng chỉ định của bác sĩ. Có thể là cái thuốc bổ này nó hợp với người này nhưng không thể hợp với người khác được, nó phải tùy xem là có thích ứng với cái cơ thể của mình hay không. Đấy là thuốc bệnh cơ, còn thuốc bổ uống bao nhiêu chả bổ được, không bổ dọc thì bổ ngang. Rạch việc. Mẹ cứ chủ quan cái sức khỏe của mẹ. Mẹ nghe con nhá,
Ngày mai con dắt mẹ đến bác sĩ khám tổng quát sức khỏe. Sau đấy bác sĩ sẽ kiểm tra xem là những cái thuốc này có phù hợp không, có thích nghi với cơ thể của mẹ không, nên dùng loại nào và không nên dùng loại nào. Như hôm trước nhá, con đi ngồi cà phê bạn con nhá, nó bảo dùng bao nhiêu các loại thuốc bổ ấy. Đến lúc nhá ra bác sĩ khám nhá, bác sĩ bảo là có loại dùng được các loại không, thế là phải dừng hẳn đấy mẹ ạ. Mẹ nghe con nhá, không được dùng những thuốc này nữa đâu. Mà nhá, mẹ không tin con gì. Nếu như cứ uống thuốc bổ linh tinh như này là có nguy cơ bị rối loạn tâm thần đấy. Thần kinh á? Thành dở hơi á? Vâng. Ôi giời ơi, con dọa mẹ à? Con không dọa đâu mà nói thật đấy. Chết, thế à? Thế thì thôi, tùy con ấy. Ngày con đưa mẹ đi hỏi bác sĩ xem có uống được không vậy. Vâng, thì con bóp tay mẹ nhá. Ừ. Vâng thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng với chương trình ngày hôm nay thì quý vị và các bạn đã có thêm những thông tin, những kiến thức cần thiết để có thể chăm sóc và bảo vệ tốt hơn cho sức khỏe của bản thân cũng như những người thân yêu. Chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày trên VTV2 sẽ luôn đồng hành với sức khỏe của gia đình bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.